Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đầu clip em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì clip hôm nay em cũng xin chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn về hai vấn đề. Thứ nhất là cũng có cô chú anh chị là hỏi em là cây mai trồng dưới đất thời điểm này bứng đưa lên chậu thì mà nụ còn nhỏ quá thì bón phân gì và làm thế nào để Tết nó có bông. Còn vấn đề thứ hai đó là về cây mai phôi mà mới trồng thì Tết có bông không và Tết có chơi chơi được không. Đó là hai vấn đề trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên em cũng xin được chia sẻ với cô chú anh chị mình là về cái vấn đề thứ nhất là cây mai mà trồng ở dưới đất, cây mai mà ở dưới đất mà thời điểm này mình bứng lên chậu thì Tết có chơi bông được không. Đó. Em xin thưa mấy cô chú anh chị mình là thời điểm này nếu như cây mai mà đang nằm ở dưới đất mà chúng ta bứng, chúng ta đưa lên chậu thì Tết không thể nào chơi bông được nha cô chú anh chị. Đó. Bởi vì cô chú anh chị biết mình, cái cây mai của mình bây giờ thời điểm này là cái thời điểm nó đang ngậm nụ, đang phát triển nụ, đang nuôi nụ, mà mình bứng nó, mình cắt rễ thì sẽ làm cho cây mai chúng ta rụng lá, suy yếu thì không thể nào Tết mà mình chơi bông được. À. Cũng có một hai cô chú là điện hỏi nói là cây mai cô bứng lên hôm tháng 8 âm lịch mà tới nay là nụ nó nhỏ quá rồi, nó ít nụ nữa thì mình bón phân gì để cho kịp Tết. Thì em xin thưa là không có bón cái phân gì để cho nó nụ nó lớn để kịp Tết được hết. Bởi vì á, cây mai thời điểm này mà mình bứng lên mình cắt đứt rễ nó rồi mình đưa lên chậu thì mình chỉ có tưới kích rễ để cho cái bộ cho nó kích thích bộ rễ nó ra để phục hồi cái cây thôi, chứ mình không thể sử dụng những cái loại phân NPK đưa vô được. Nếu mình sử dụng những loại phân đó tưới vô thì cây mai sẽ chết chứ không có thể nào mà phát triển được nữa. Đó thì hôm nay là em chia sẻ để cho cô chú anh chị nào mình có cái trường hợp như vậy để mình biết. Còn nếu cô chú anh chị mình muốn cây mai đang trồng dưới đất, nếu muốn Tết mình bứng lên chậu ha, muốn Tết mà mình bứng mình đưa lên chậu để mình đem vô nhà mình chơi thì cô chú anh chị mình chăm sóc cho cây phát triển tốt, nụ búp đâu đó đàng hoàng. Tết sau khi chúng ta lặt lá, sau khi lặt lá thì chúng ta bứng và đưa lên chậu đem vô nhà chơi đó, thì được, thì vẫn bình thường. Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ bứng đưa lên chậu và tưới nước cộng tưới kích rễ để cho cây nó khỏe để mình chơi bông, chứ không có sử dụng NPK gì hết thì được. Còn thời điểm này mà cô chú anh chị mình bứng đưa lên chậu thì em xin thưa là không thể nào chơi được nha. Đó. Rồi cái thứ tới vấn đề thứ hai là cây mai phôi trồng trên chậu, mình mới trồng gọi là chưa được một năm
thì Tết có chơi bông được không? Thì đây là cây mai này là cây mai phôi mà em đã trồng trên chậu từ tháng 4, tức là em bứng về em trồng từ tháng 4, đưa lên chậu từ tháng 4 tới nay. Thì tới nay tàn tàn chi nó đã ra được như vậy đây. Nói chung là nó sum xuê vậy đây. Đó, lu xì bù vậy đó. Em chưa có uống kéo tàn ra để định hình gì hết. Đó. Nó lu xì bù như vậy đây. Đó. Đây, sau khi em bứng em cắt những vết cắt thì giờ nó ra những cái chồi mới, nó bằng tới tầm này, tới thời điểm này nó cũng đã được như chiếc đũa ăn cơm rồi. Đó. Chú anh chị nhìn ha, em cắt đó. Tại cái bản thân cái cây mai này á, cái gốc thì cũng khá là bự, cái gốc của nó là hoành gốc của nó là 42-43 lần ha, hơn 40. Nhưng mà do nó có ba nhánh nó xung đột lên đó, về em mới cắt xuống để nuôi lại. Thì nó đâm chồi ra mà như vậy đây, lu xì bù. Nói chung cái này bây giờ mà uống ra là đều rồi đó, uống kéo tàn định hình ra là đều đủ tàn rồi đó. Đó thì Tết có chơi bông được hay không? Thì đối với những cây mai phôi mà mình đã trồng được từ tháng 4, từ hôm gần đầu năm tới giờ đó, nói chung là từ hôm qua Tết tới giờ đó, thì nó đã ổn định trên chậu và tàn chi nó ra đã tương đối như vậy rồi. Thì tới cuối năm nó cũng sẽ ôm có một số nụ. Nếu như chúng ta mà sử dụng những cái loại phân để kích nụ như những cây mai khác thì nó vẫn có nụ bình thường. Nhưng do mình đang muốn dưỡng nó để cho nó phát triển thiệt là mạnh khỏe, để sang năm mình uống tạo tàn đâu đó đàng hoàng rồi mình mới chơi cho nó đẹp, thì mình không có vô phân, nhưng nó vẫn có nụ, nó vẫn có một ít nụ. Đây cô chú anh chị mình nhìn ha, vẫn có nụ chứ không phải là không có nụ. Đó. Đây chú anh chị nhìn nha, nụ vẫn có nha, nụ cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Đó, nụ như vậy mà Tết thì vẫn chơi được, vẫn chơi bình thường. Đó là đối với những cây mai mà mai phôi mà mình đã trồng được gần một năm thì nụ nó đã có như vậy đây, vẫn chơi bình thường. Nếu như cô chú anh chị nào mình có những cây mai phôi mà mình trồng như vậy mà thời điểm này đó nụ nó như vậy ha, mà cô chú anh chị muốn Tết cho nó có bông để mình chơi, tuy nó tàn chi nó chưa uống nắng chưa có đẹp, nhưng mình muốn gọi là có bông để mình chơi thì, và có cái thời điểm này nó có nụ như vậy, thì chúng ta bổ sung thêm cho nó những cái phân bón lá có hàm lượng lân cao để cho nó nuôi những cái nụ này bự lên. Thì Tết chúng ta lặt lá ra để chúng ta chơi Tết. Đó. Còn nếu mà những cây như vậy cũng có cô chú anh chị hỏi em á, là những cây mai mà không chơi Tết thì chăm sóc như thế nào. Đó. Thì như những cây mai phôi này đó, chúng ta mới trồng chưa được một năm, nếu như chúng ta không chơi Tết, chúng ta muốn dưỡng để sang năm cho nó đẹp rồi ta mới chơi, thì thời điểm này chúng ta vẫn chăm sóc bình thường, vẫn tưới kích rễ để cho bộ rễ nó phát triển và những cái cành nhánh này nó phát triển mập lên, và chúng ta sử dụng dây nhôm chúng ta uống định hình tàn chi cho nó, uống sơ tại định hình thôi. Đó. Để cho nó có hình dáng rồi sang năm chúng ta chăm sóc trở lại. Đó, như cây này của em thì bây giờ năm nay là đâu có chơi gì,
Nay em chỉ để vậy rồi em tưới kích rễ cho nó mạnh rồi sang năm ít bữa em muốn uống kéo tàn chi đâu đó rồi sang năm bắt đầu chăm sóc ngon lành mới chơi. Đó thì nói sang năm vậy thôi chứ nhiều khi Tết mà không có tiền mua cho vợ mua thịt để ăn Tết thì bán mà có đủ tiền mua thịt là em bán à. Đó thì video hôm nay em cũng chỉ xin chia sẻ hai vấn đề như vậy thôi để cho cô chú anh chị mình mới tập chơi mình nắm được. Thì trước khi kết thúc clip em cũng không quên cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh máy vàng Nguyễn Thành của em. Nếu cô chú anh chị và thấy các bạn thấy em chia sẻ hay bổ ích trong vấn đề trồng và chăm sóc cây mai thì xin hãy cho em một nút thích cũng như là bấm bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.